nhất vị nhị hướng tam bát tự. Cái vị cửa là một cái cực kỳ quan trọng, cái hướng nhà của các bạn. Nếu mà các bạn đặt cái hướng nhà đẹp nhưng các bạn không trổ cái cửa ra, coi như vô nghĩa. Thì cho nên các bạn nhìn đây, muốn đặt được cái cửa của bạn hợp vị đẹp hay không ấy, các bạn phải tìm được thiên tâm của ngôi nhà. Thì đây tôi giả định thiên tâm của ngôi nhà nằm đây, đây là cái thiên tâm của ngôi nhà. Thì khi mà ta ứng cái phương vị đây thì ta giống cái này nhé, nó các bạn biết là bạn đặt cửa vào vị đây nhé, đặt cửa phương đông, tức là hướng đông, nhà hướng đông, nhưng đặt cửa vào vị nào, vị giáp, vị mão hay là vị tất. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn nhé. Đây các bạn đặt cái thiên tâm vào đây, qua cái tâm cửa. Thì đây tôi giả định nó đặt được đây, thì cái hướng của chúng ta đây, cái hướng này sẽ nằm ở phương vị cung ất, tức là vị ất, nhà hướng đông, vị ất được gì, được khoan nạp. Khoan nạp tức là một ngôi nhà vui vẻ.